Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng như chảo lửa. Để tránh cái nắng gay gắt hơn 40 độ C, nhiều nông dân ở xã Tam Thành, huyện Thanh Oai, Hà Nội phải thức dậy từ giữa khuya để cấy lúa cho vụ mùa mới. Hình ảnh trên đã được hãng tin Reuters ghi lại. 2 giờ sáng, lúc trời còn tối mịt, những người nông dân ở xã Tam Thành, Hà Nội đã ra đồng tranh thủ cấy lúa cho vụ mùa mới, nhằm tránh cái nóng thiêu đốt ban ngày. Nhưng để bây giờ mà phơi nóng như ngày xưa thì chắc chắn không phơi được, khó khăn không vặt được, nhờ phải máy móc hết. Cũng may chứ có gì, bây giờ mà không có máy móc bây giờ thì nếu mà cấy như ngày xưa, gặt như ngày xưa chắc chắn là đã bỏ hết đồng. Mặc dù năng suất giảm xuống còn một nửa so với cấy vào ban ngày, nhưng những nông dân này cho biết có thể làm việc lâu hơn khi cấy lúa vào ban đêm. Hơn nữa, cấy vào ban đêm giúp cây lúa không bị héo như vào ban ngày. Nắng gắt quá, kéo dài quá, dân tình nếu ra cấy ban ngày là không được bao nhiêu. Thì anh dân tình tổ chức là rổ mạ, khéo rổ ban ngày thì đêm cấy. Độ 1 giờ, 2 giờ sáng thì đi cấy cho nó đạt hiệu quả hơn. Không, nếu ban ngày cấy thì 7, 8 giờ nó nắng quá, không chịu được. Nắm lốc này con nói là cấy để đủ ăn thôi. Còn như bây giờ thì không như ngày trước được. Ngày trước là dựa hết cả vào nông dân. Thế nhưng bây giờ mình là không dựa nữa. Mà bây giờ toàn đa số làm ngoài. Một vài năm trở lại đây, Việt Nam đã liên tục phải chịu nhiều đợt nắng nóng gay gắt. Thậm chí, thời điểm nhiệt độ cao nhất được ghi nhận vào năm ngoái ở mức 43,4 độ C tại tỉnh Hà Tĩnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho biết, nhiều khu vực của Việt Nam đang hứng chịu những đợt nắng nóng mới trong năm, mặc dù nhiệt độ cho đến nay vẫn dưới mức kỷ lục của năm ngoái.